tết cả con thú, một con chó đó, chó mỏ rất là lớn. Đơn giản cứu một chú chó bị rớt xuống dưới giếng sao? Hai chai đó con, giữ đây cột đây nó dùng không kìa. Là không nghĩ không? Đó. Được chưa? Được rồi đó. Đi lên tên, nào luôn lên cái cây luôn. Ngồi cái lấy cây luôn. Mà cái dây nếu ông phải rút chứ không là chạp bu vô không được đó nghe. Ta đã chừng nước. Đây là một cái giếng rất là sâu, khoảng tầm 16, 17 đến 20 mét. Ủa mày sâu quá vậy mày. Còn có hỏi con dò cái chân giống con hỏi. Đụng vô người hắn được không? Nằm lên nè. Gì đang gọi? Được đó rồi. Được nó không hết rồi. Cái chân con tao đã không? Không hết. À. Mày cần. Rồi đi. Rồi. Anh quán, anh quán giùm cái ống nước tôi xin được không anh? Ủa không tới luôn anh quán. Hay? Không tới. Không tới rồi em. Ý là nó xung quá dưới đây nữa, không có tặng đây nữa, xung xung quá nữa. Đù mà chứ anh quán cái nước rồi ren trời. Thấy biết đồ không? Đù mà chết. Ấy tặng này đây này, ấy cái bậc này đây. Mà xuống dưới sau nữa. Gần ra rằng anh biết là nó rớt xuống. Hả? Hồi đấy là nhà con chó hồi là cái vàng đều cũ kìa, rất bất biệt. Trời ơi, trời ơi. Sao có thỏ là gì? Không, cái dây anh em được. Cái ống từ cái bá bà cái dây anh được. Không được. Cái dây anh không? Không. Đừng rỉ cái dây nó quấn trên cái gốc cây nhỏ lắm. Qua đây giống nhau. Qua đây rỉ dây cái lai cái đó hả? Ấy là... Mấy đứa là phụ đây, là phụ kéo cho anh lai nhìn cái. Để cầm để dây đi nhỉ. Cầm lại cái lâu cũng nặng quá rất xuống xuống rồi cái ở đây được cũng dài cũng lẻ mà. Đưa đỡ rồi. Rồi đây dây lại đây. Bà chồng quá to. Cũng luôn chồng. Đây đây hả? Ở đừng đẩy đây có giữ được rồi. Đó. Chén cho bể cho trong nước nó chảy bên đéo được. Cái súng dễ, nấp vô của biên kìa chứ không phải cực. Biên dễ gì khó đây. Cái lên mày quá. Rồi, chúc mừng. Xin chúc mừng. Xuống nó nghẹt thử.